Mấy mày ra mặt đẹp, trời ơi tao nói. Không có việc gì làm, tao nói cuộc đời nhàn. Ồ chị làm cái này nhận măng hả chị? À chị ngâm nước vo gạo chị. Em mới được người ta chỉ là ngâm nước vo gạo chị. Ngâm măng bằng nước vo gạo. Đó, sau đó luộc qua 2 lần nước, măng sẽ rất ngon. Hợp nước đó nha chị, trời ơi, da trắng hồng không phải hợp nước bà. Tôi bôi kem bà. Tôi bôi kem sáng đêm bà. Không phải hợp nước đâu má ơi. Vâng chị, em được người ta chỉ. Khách nhà em chỉ. Không phải cơ hợp nước mấy mẹ. Các mẹ cứ bôi kem như tôi 20 ngày ở trong nhà không ra đường gặp nắng các bạn cũng sẽ trắng đẹp thôi. Sang bên này có đi đâu đâu. Ăn ngủ dưỡng da, ăn ngủ dưỡng da. Bóc phốt nấm hương với cà nhé trời. Ăn lắm thì béo thân đi làm gì Tùng ơi. Đúng không? Ăn lắm thì béo mầm. Nào đi thay bộ đồ, đi thay bộ đồ ngủ, không có chú bảo mình mặc mãi một bộ. Chờ tí. Đó. Ok chưa? Chị búi tóc xin chào chị Thảo Kim. Đó. Thay đồ như mấy mẹ, không bảo bà mãi mặc bộ đồ. Thay đồ cho mấy bà. Không có ba bảo mãi mặc bộ đồ. Mấy mẹ ơi. Tôi thay đồ rồi nha. Tôi tắm sáng rồi. Bà nội ơi khô cá lóc ăn ngon tốn cơm vãi thôi em không mua nữa đâu. Trời thần. Thế bao giờ tao giàu? Mày khách hàng kỳ vậy à Phạm Thanh Tùng? Mày khách hàng mày kỳ vậy mày ăn ngon mày phải... Mày ăn ngon có thể là mày sẽ không mua nữa cũng được. Mày ăn ngon mày phải giới thiệu cả dòng họ mày vào mua cho chị. Rồi mày đến lớp mày gọi bạn gọi bè mày vào mua cho chị. Bên em buổi tối à không buổi sáng chị em mới ngủ dậy. 9 rưỡi 10 giờ sáng dậy ăn sáng. Bây giờ đánh răng rửa mặt bôi kem dưỡng lên giường ngủ tiếp đó. Bà Trang thao 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 tính sinh mãi ơ nhưng mắt không hề dại nhá, là do luyện mỗi ngày livestream mày này. Kali 7:44 sáng. Vâng chị Thảo Kim trộm vía từ ngày qua bể đẹp nhiều lên. Đúng rồi, ăn với cả dưỡng da làm gì không đẹp. Thằng kia chửi tao đi làm sang đây làm culi. Thằng Trung bán điện thoại ở Sơn La nó chửi tao sang đây làm culi.
À, ta sẽ đi làm cu li. Qua đây cuộc sống thích em he. Vâng chị Thảo Kim thích không? Thằng kia qua nó chửi em mà làm cu li chị. Nó chửi em qua lý mới làm cu li, em chưa thấy đứa cu li nào mà ngủ dậy 9-10 giờ sáng. Trong 1-2 giờ chiều đi ngủ trưa. 7-8 giờ tối dậy nấu cơm ăn cả. Em chưa thấy đứa cu li nào như em cả. Các cụ nói không có sai, thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau mẹ mà ghét nhau móc máy cái dầu què cũng móc ra càng thích. Đúng rồi chị Nguyễn Thúy Hiền, nó mong cu li nha em cũng được các chị ạ. Em thật em chả khinh chê ai cái gì, nhưng mà em rất chê những cái đứa nghèo mà hay khinh khi người khác. Mẹ nghèo, nghèo mẹ cái tiền chúng có tiêu cả tháng nếu bằng em tiêu mẹ mày một ngày lộn ruột. Mỗi tội sang đây đéo được tiêu tiền bởi vì đi nhậu với ai, làm gì có ai rủ mình đi nhậu. Bên này thua mỗi Việt Nam đoạn đi nhậu với ăn thịt gà đấy nhá. Bò viên bên này đã tìm một chỗ mua ngon như ở Việt Nam đang bán nhé. Đúng rồi Nga Trần, chiếu thật với em, xây dựng được khoản thu nhập thụ động như chị ấy, là không phải ai cũng làm được đâu. Để xây dựng được việc mà em auto có tiền thụ động như chị mà nó duy trì bình ổn ấy, chào chị Trần Thu Hiếu, là không hề đơn giản. Nào, lại rửa cái máy rửa mặt rêu phong nào. Mà em nói thật chị, em những đứa chửi em ấy, có khi tiền chúng nó tiêu một tháng đéo bằng tiền con kiến đi mua bánh ngăn mặt. Thì mẹ mày cứ nghĩ cái gói bim bim bé tí mà 2 đô 9 đi, nghĩ hộ cái 2 đồng 99, nghĩ hộ cái. Bên này bia rượu rẻ như cho, nhưng mỗi tội mẹ đéo có ai nhậu bác ơi. Sữa rửa mặt rau củ nha, 535.000 giảm còn 485.000. Mẹ mấy đứa khinh em mới thật, mẹ mày dám thử nhỉ? Để hôm nào thử cộng mà để từ tháng sau tôi để cái bill bà kiến mà đi mua bánh kẹo cho các bà xem. Ở bên này thì nó là rất rẻ, với những người có thu nhập bên này nó rất rất rẻ. Nhưng mà với những cái đứa ở Việt Nam mà chê em ấy, đi mẹ con chúng nó mà dám ăn gói bim bim 2 đồng 99 thì chắc em xỉu mẹ luôn. Gói bim bim ở Việt Nam chắc 7.000. Thằng kia bảo chị qua đó ở trong toilet. Đúng rồi, đi mẹ mày giải chiếu ở trong toilet ngủ chứ sao bây giờ. Nhiều khi nhà chúng nó ở Việt Nam, có khi địt mẹ à, mày còn không rộng bằng cái toilet nhà mình ở bên này. Sốt ruột. Nhà cửa bên Mỹ thì rẻ hơn ở Việt Nam nhé. Nhà cửa bên Mỹ mua rẻ hơn Việt Nam nha. Nhà cửa bên Mỹ mua rẻ hơn Việt Nam mà cho thuê nhiều tiền hơn đấy nha mấy bà. Nó nhìn con gấu của bà kiếm 70 đồng chắc nó xỉu. Đầu quá ta nói. Anh bạn ơi, cái thằng cờ hò đấy, kệ mẹ nó đi em. Nó càng chửi chị càng mừng, nó đéo chửi chị mới buồn. Nó không chửi là chị hết hot nha em. Người ta phải mong chờ là hôm nay nó chửi chị cái gì để người ta qua chị xem chị chiếu chửi lại không. Cái đẩy tương tác đấy mà. Máy rửa mặt 590.000. Đúng rồi, nhà bên Mỹ nhá, rẻ hơn nhà Việt Nam, rộng và to hơn nhà Việt Nam.
Chỉ mỗi tội là cái chống ồn của nó không tốt thôi. Khổ lắm Tùng ơi, chị khổ lắm em à. Cảm ơn em mua cá, chị nhanh giàu. Em ăn cá ngon nhưng mà em không muốn ăn đến sữa béo thì em gọi bạn bè vào mua cho chị nhá. Nhà bên Mỹ nó không được tường gạch như nhà mình thôi. Thuế hàng năm bên này cao chị. Các chị thấy không? Tối cũng rửa mặt, đánh răng, bôi kem dưỡng. Sáng ngủ dậy, đó, rửa tay, rửa thích lại, bôi kem dưỡng. Làm mẹ gì đâu? Có làm cái mẹ gì đâu? Xong à, xong ngon lành cành đào lại lên giường đắp chăn ngủ. Lại lên giường đắp chăn ngủ nha mấy bà. Tôi lại lên giường đắp chăn ngủ, các bà vừa lòng chưa? Mẹ đi làm cu ly. Đi làm cu ly đéo gì mà suốt ngày. Con này đi sang đi làm cu ly, bà mẹ em ngủ hoài. Chị có biết bên này xây cái nhà vệ sinh đắt tiền, xây cái gì đắt tiền đâu biết đâu. Bình thường mà cái nhà vệ sinh này rẻ bèo. Đó. Để em kéo bạn bè vào mua cá để chị lấy tiền làm lại nhà vệ sinh bên Mỹ nhé. Ok. Ok bạn Thanh Tùng, thank you em. Đó, em làm thấy không? Đấy, tôi có làm cái mẹ gì đâu. Dưỡng da không anh ngắm phí nhỉ? Không, tự ngắm chị, tự thủ dâm. Đây này, cái vết thâm này. Tuần trước từ dưng cậy cậy cào cào ra cái mụn, điên quá. Gớm, em nói thật, mấy đứa nữ chê là Mỹ thế kia, mẹ mình chả qua nó đéo đi được Mỹ nó mới chê. Đó rồi, nếu em có tiền mà em không có con, em sẽ chọn sống Việt Nam. Việt Nam vẫn là một trong những nơi mà em muốn sống. Tại vì ở Việt Nam thứ nhất bạn bè, gia đình, người thân. Ở bên Mỹ này thì cô đơn, không nhiều bạn, không có cạ nhậu, không có gà ngon, không có trứng vịt lộn ngon, không có bia hơi Hà Nội. Không con em thính à, ở bên này muốn đớp cái gì là phải tự làm. Nha mấy bà nha. Nha. Đúng rồi Phạm Thành Trung, chị sang đây ấy, chị chỉ có dưỡng da với cả làm đẹp, không làm gì cả. Qua đó ít nhậu, Trang ốm hơn. Đúng rồi chị Khả Phương. Em nói thật, nếu như mà ai có con cũng mong muốn đi sang Mỹ cả. Thế các bà nghĩ đi, nếu như các bà ở nông thôn, các bà đóng tiền học cho con các bà, đúng chưa? Một tháng tiền trường công rẻ nhất là bao nhiêu? 721 triệu. Trường nhà nước 721 triệu. Con kiến nhà em, trường công của con kiến nhà em có những tháng đóng đến 8-9 triệu tiền công, tiền học trường công. Còn tiền học thêm của con kiến nhà em nha, tiền học thêm con kiến nhà em cứ 400.000 một tiếng. Một ngày học thêm 2 tiếng là một ngày con kiến đã mất 800.000. Thế 800.000 nó học, nó chỉ nghỉ mỗi ngày chủ nhật. Thế thì không là 800.000, 8 x 3 2 triệu 24 triệu à? Thế với lương giúp việc nữa. Thế chưa tính cái tiền con kiến nó phải đi chơi gì lắc với đám bạn và đi ăn đi chơi của nó nữa. Buổi đi chơi rẻ rẻ của con kiến
cũng 2 triệu rưỡi 3 triệu. Thứ bảy nó học thêm một tí buổi sáng hoặc một tí buổi tối thì ban ngày nó đi chơi. Chưa kể bữa ăn trưa của nó với bạn bè. Thế không phải là tốn tiền à? Ở bên Mỹ này thì người lớn đi làm rất cực. Cái này là phải nói đúng. Sang Mỹ thì đi làm rất cực. Người lớn đi làm rất cực. Và đóng thuế rất cao. Diệu Hiền Nguyễn, đợi chị nhá. Đợi chị để chị xuống Atlanta chị gọi em. Sang Mỹ thì người lớn phải kiếm tiền cày cuốc rất cực khổ. Cái này là đúng. Làm việc thời gian rất dài. Đúng luôn. Nhưng đổi lại, các bạn có con thì sang Mỹ là số 1. Con bạn đi học không mất tiền. Đi học tiền ăn cũng không mất tiền luôn. Tiền xe buýt cũng không mất tiền. Ok chưa? Người già bên này chế độ phúc lợi xã hội cũng rất tốt. Ok chưa? Cái gì mình phải nói đúng. Còn đâu ở đâu cũng phải làm nha. Ở đất nước nào chúng ta cũng phải làm và kiếm tiền. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì không có miễn phí học phí cho học sinh. Chỉ có học trường công thì giá thành nó thấp thôi. Nhưng mà bạn học trường công thì con bạn học vẫn phải đóng tiền ăn nha. Con bạn vẫn phải đóng tiền ăn. Đúng chưa? Đúng chưa? Em nói đúng chưa? Em nói các chị thấy đúng chưa? Cái gì? Lọ kem dưỡng này V7 dùng được cả ngày lẫn đêm. 750.000 giảm còn 650.000 nha. Bôi rất mỏng, thấm rất mịn. Ok chưa? Nên là cái gì mình cũng phải nói đúng. Mình nói đúng là các bạn phải chấp nhận. Ghét mình các bạn cũng phải chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà em đảm bảo tại sao? Các chị cứ nhìn đi. Những người giàu có ở Việt Nam người ta cũng phải cố gắng đầu tư sang Mỹ. Nếu tại sao có những người nha, có những người hai vợ chồng còn phải ly hôn tại Việt Nam để kết hôn giả sang Mỹ hoặc sang một số đất nước khác, sau đó đủ thời gian ly hôn rồi bảo lãnh vợ con sang. Đúng chưa? Thế tôi nói đúng chưa? Nào có ông có bà bảo tôi nói sai đi. Có hàng bao nhiêu người muốn đi Mỹ để sau này ước mơ là bảo lãnh gia đình sang, họ còn phải ly hôn vợ con ở Việt Nam. Có rất nhiều người. Cái này là có là chắc chắn nhé. Người ta phải ly hôn thật vợ con ở Việt Nam. Em có bà chị kia sang Mỹ này cách đây khoảng 5 năm ly hôn chồng ở Việt Nam. Mà lúc đó là con của chị ý nhá, đã học đến hết 12 rồi. Ly hôn chồng ở Việt Nam, mặc dù rất giàu nha, rất giàu nha, chủ sạp thịt bò nha, chủ sạp thịt bò mà bán ở chợ Bình Điền cũng không hề nghèo luôn, nhưng vẫn ước mơ cho con đi Mỹ để sống cuộc đời, để thay đổi cuộc đời. Đi diện đầu tư thì bỏ 2 triệu đô à? Không nhớ là bà bảo là bao nhiêu đô, mấy triệu đô ạ nha. Nhưng rồi đi diện đấy thì cũng lâu, nên bà quyết định hai vợ chồng bàn bạc là ly hôn. Ly hôn để bà kết hôn giả với một ông Tây bên này. Bà kết hôn giả xong cái bà bảo lãnh hai đứa con sang luôn. Bà bảo lãnh hai đứa con sang. Mấy năm trời ấy, bà ở hình như bà 4 năm. Bà xong quốc tịch bà ly hôn. Nha, bà ly hôn. Sau đó bà đó kết hôn lại với chồng. Thấy ghê chưa? Trời ơi, các bà cứ ngồi đấy mà các bà chê. Tôi đã nói rồi, không đâu bằng quê hương mình. Nha. Không đâu bằng quê hương mình. Gần cha, gần mẹ, gần ông, gần bà. Không đâu bằng đất nước mình. Ai cũng phải công nhận điều đấy. Tuy nhiên, sang Mỹ hay sang các đất nước phát triển, con cái chúng ta được học trong một môi trường tốt. Thế thôi. Chắc chắn là chế độ cuộc sống và trẻ con bên này nó không bị tốt xích như ở Việt Nam nha. Còn nhiều người bảo rằng là sang Mỹ không có xả súng ở trường học. Thì mọi người nghĩ đi, mọi người đọc báo nghe đài thì bao lâu có vụ xả súng? Đúng chưa? Chuẩn luôn Trang ơi, 5 năm ly hôn để đón đại gia đình qua. Đúng rồi chị, cái này thì em biết dành lắm. Biết dành lắm các chị. Nhưng mà em nói các chị phải hiểu này. Cuộc sống ấy, mỗi người người ta đều có một cái tính toán và cuộc đời của người ta không ảnh hưởng đến mình. Nên là mấy chị mấy anh ấy
hạn chế đi comment bình luận về cuộc đời người khác, nhất là hay bình luận về em nói thật các chị này. Thế bây giờ các chị nghĩ đi, thế tôi không được quyền sang đây, tự dưng tôi có chồng bảo lãnh tôi sang đây tôi không đi. Ô à, kem body chị bôi chị có bán nha Nghĩa Vinh, 295.000 em, 295.000 body mask lúc này mới đang có giá 295.000 nhá, vì đợt vừa rồi Noel có đi gom một ít về nhá, có đi gom một ít về với giá là 5.99, à 4.99 cộng ship về Việt Nam em bán 295.000. Tại vì ship cái này cũng là 236 mil, là trong cỡ 500 mil rồi, nửa bao rồi. À đúng rồi, nửa bao đó, hai hộp này là một bao này. Chai lotion này mùi gì? Mùi hoa hồng. Đa phần những dòng lotion của cái hãng này rất là thơm, lotion và sữa tắm là cực kỳ thơm nha, lotion sữa tắm cực thơm, và chỉ có lúc này mới có giá là 295.000 một chai. Kiếm lớn thêm vài tuổi em thấy thích đất nước này lắm Trang ơi. Dạ vâng em cũng biết mà, bạn bè em sang đây trước rồi, chẳng qua là em không sang sớm. Đơn giản này này, ở Việt Nam em kiếm được tiền rất dễ, cái thứ hai em mất gần 8 năm để gây dựng thương hiệu cho mình. Thứ nhất là quán bún đậu của em ổn định và bình ổn, cái thứ hai việc xây dựng mua bán nhà cửa điền trạch của em nó đã thuộc dạng là sang Mỹ nếu chẳng may chồng ghét chồng bỏ em cũng không chết, chị hiểu không? Nếu chẳng may phước mình mỏng chồng bỏ chồng đuổi đi thì em cũng không không giống như những người bạn trước của em. Em có rất nhiều những người bạn sang đây định cư lấy chồng theo diện định cư, rồi sang đây cũng giống em là chồng nuôi, sau đó là trong cái quá trình ở thì đồng tiền mà nó cũng chi phối cuộc sống nhiều lắm các chị. Nhiều khi mình sang đây chồng cho 2.000 đồng tiêu, sau đó là mình tiêu hết 2.000 thì chi phí bên này đồ ăn thức uống nó phải tầm 2.000 đến 3.000 đô là rẻ rồi. Hai vợ chồng một đứa con rẻ nhất cũng phải tiêu 2-3.000 đô cho tiền đồ ăn thức uống, những cái vật dụng linh tinh trong nhà. Nhưng rồi đến khi mình sang đây mình không có công việc, em gái mình có việc, em trai mình có việc, mẹ mình có việc, bố mình có việc, bạn thân của mình có chuyện, hoặc những việc mình cần chi trả cho cuộc sống riêng của mình mà mình lại ngửa tay xin chồng là mình chết mẹ mình rồi. Mình mất đi cái thế của một người chủ động là mình chết con mẹ mình rồi. Cho nên đó là lý do em phải đủ tiền, luôn ở trạng thái một, anh không thích nữa, mình không happy với nhau nữa, mình ra khơi đường ai lấy bước, thoải con gà mái. Và mình vẫn rủng rỉnh mình đi chơi, mình chả cần làm, tại vì ở Việt Nam em đủ đầy rồi, nhà cửa tài sản cho thuê của em thoải con gà mái. Có chồng thì nương tựa, mà chả có chồng thì tự sướng tự liên hoan, có cái gì đâu. Nên mỗi một người người ta đều có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Em đã phải nỗ lực suốt 8 năm, từ ngày có con Kiến, bây giờ con Kiến 8 tuổi rưỡi, là em nỗ lực 9 năm. Có con Kiến là một sự tính toán để làm sao mình không bị vào thế thua thua thiệt là không có đâu. Em không để em vào tình trạng đấy bao giờ. Cho nên 12 năm bán bún đậu là 12 năm tích góp, không xe xua cái gì cả, chỉ mua đất thôi. Chỉ mua đất mua nhà cho thuê thôi mấy bà ơi. Tôi chỉ mua nhà mua đất cho thuê thôi. Tôi ngồi đấy, hôm nay ngày mấy rồi? Việt Nam là ngày 8 chưa? Đấy, mai là ngày chúng nó đóng tiền nhà. Đấy, mùng 5 là một cái, mùng 8 một cái, mùng 10 một cái, rồi 15 một cái. Còn tiền, đấy còn bao nhiêu mình đất để không cái kìa. Còn nhà đứng tên con Nhung đang xây cái kìa. Cái gì cũng vậy các chị ơi, các chị ơi. Còn đang xây một cái nhà nha. Đấy, đang xây một cái nhà lớn ở mặt tiền đường. Nhà đấy xây xong ấy, nó có một có 980 mét vuông thôi. Đấy, mấy sàn xây lên xin giấy phép được 980 mét vuông thôi. Mặt tiền đường lớn. Đấy các chị ạ. À, để cho thuê. Gớm chết mấy anh mấy chị. Các anh chị tưởng là tôi qua đây để tôi ăn trợ cấp. Ôi dồi ôi, chửi rủa tôi ghê lắm. Kêu tôi sang đây làm gánh nặng cho đất nước Mỹ, địp mẹ mày ta sang đây tao tiêu tiền thôi mấy con đĩ lồn ơi. Nhà em bốn chị em.
xây xong cho ai đó mướn mượn tiệm tiệm cà phê, tao lại mày, tao lại mày, mẹ mẹ xin lỗi mấy đứa chửi khinh chị đi, mẹ chúng mày phải sợ giá giá cả đất đai của Sài Gòn. Nhà tao mặt tiền đường lớn không nha, có mỗi cái nhà bốn đầu là trong hẻm thôi, chứ còn nhà nào tao có mặt tiền đường lớn không đó. Đổ má, nhiều đứa nó cứ nghĩ rằng là đổ má mình bần bần, đổ má xoay xua làm gì. Đây là kem dưỡng trắng da nha, kem dưỡng body 360.000. Chết mẹ, bôi mẹ vào rồi. Vâng, chị Hải Quyên, em là chăm chỉ lắm, em là một người cực kỳ chăm chỉ kiếm tiền đấy. 2 ký cá lóc nửa ký nấm hương có góp cho bà 100 viên gạch rồi đấy. Ít vậy, mày biết 1 viên gạch bao nhiêu tiền không Thanh Tùng? Mày biết 1 viên gạch bao nhiêu tiền không? Mày mua 2 cân cá lóc và nửa ký nấm hương, tiền mà mua full cái bill của mày chưa mua nổi 100 viên gạch đâu. Một cái viên gạch bây giờ nó rơi vào tầm 5.500 mà nhân được tao cái 5.500 một viên gạch. Tao lại mày, mày gọi đá bộ đồ lót này của Vera là mua của Chipu nhé. Bôi kem tan mỡ bụng xuống lên giường ngủ. Có làm gì đâu. Sắp gầy ngon rồi. Vâng chị Thảo Kim, em có bạn bên Cali nhiều lắm, nhưng mà vì em đang lo cho Kiến cho nó ổn định, mới đi học có 2 ngày à. Kem tan mỡ bụng này 1.380.000. Đó, bôi kem tan vào bụng cho nó gọn mỡ đó, cho mặc quần ghen bụng kéo lên ngày nào cũng như ngày nào đó, ngon lành cành đào xong. Chào chị Minh Huy, chào bà, tôi đã gầy ngon rồi. Bảo chị Minh Huy, chị có tập gym không? Không, lên giường ngủ giờ đấy. Đi lên giường ngủ mấy bà ơi, tôi lên giường ngủ. Đấy, kem dưỡng xong rồi này. Kem dưỡng body trắng da này 360.000 nha. Đó, kem dưỡng body trắng da 360.000. Tuyết này thấm rất nhanh, thấm vào da rất nhanh, không gây vết dính, thấy không? Kem mà bôi lên đây này, kéo ra này, đó, ngon lành cành đào. Bây giờ lên giường ngủ, viết Facebook, viết status đấy, viết comment đấy, các bạn hiểu không? Có làm việc gì đâu. Bây giờ 11:10 trưa, vừa mới ăn sáng xong thì bây giờ lên giường ngủ, nằm đắp chăn cho nó ấm, nằm đắp chăn cho ấm mà. Chị mới qua gần 5 năm, cuối năm nay 2 đứa con chị tốt nghiệp đại học, mừng lắm luôn em ơi. Cảm ơn vô cùng đất nước Hoa Kỳ. Đúng rồi chị Thảo Kim, con của chúng ta mà được học trong một môi trường đất nước, nói chung là mọi thứ nó ok, là chúng ta rất biết ơn chính phủ. Gia Bi Lê Thành Tôn, nhậu kìa, đợi chị kìa, khốn nạn quá Hoàng Tony ơi. À, chị Minh Huy coi đó, cỡ 5 năm kiêng nhậu là bụng thon trở, chỉ cần nửa năm thôi chị Minh Huy à. Không, bên này cái gì mình phải công nhận người ta được hơn mình thì mình phải nói nhé, chứ mình không phải là mình hiu vượn mình này kia. Đất nước mình có rất nhiều thứ tốt đẹp, rất nhiều thứ ok. Nhưng mà để nói về chuyện là chúng ta sống ở một đất nước mà người ta hiện đại văn minh hơn thì chúng ta cần phải 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 ấy chứ, đúng không các chị? Người ta có làm gì mình đâu, đất nước mình sang ở đất nước người ta, mình sang mình ở đất nước người ta thì là mọi thứ mình cũng được hưởng. Chế độ của người ta không phải mình vì mình được hưởng mà mình ghét, mà là mình cũng mong muốn đất nước mình ngày càng phát triển.
thì để cho tất cả chúng ta cũng được sống những cái chế độ tốt hơn, con cái chúng ta được học tốt hơn, mình cũng mong đất nước mình phát triển giàu mạnh hùng mạnh, để là có những cái chế độ cho con cái chúng ta học hành tốt hơn, cháu con mình ở Việt Nam học hành tốt hơn, đúng không? Cuộc sống ai mà chả như vậy, chứ cuộc sống ai cũng như vậy cả. Chứ còn nếu chứ không phải là mình bảo là mình phủi bỏ cái việc gì của đất nước mình đâu, không phải. Mình phải nói đúng là sẽ có những cái thiếu sót vì bởi vì đơn giản là đất nước mình vẫn còn nghèo. Đất nước mình vẫn còn nghèo. Bà con mình cũng vẫn còn rất nghèo. Nên là chúng ta cần phải gọi là mình cố gắng, mình trau dồi rồi mình cố gắng nỗ lực. Ai cũng cần nỗ lực vì bởi vì người ta đất nước tiên tiến mà. Nhưng mà mình vẫn có quyền ước mơ, đúng không mọi người? Mình có quyền ước mơ. À chỗ đây kẹo ngủ mà mọi người vừa nói đây. Kẹo ngủ mọi người hỏi em là cái này nha. Đây kẹo ngủ mọi người hỏi em là cái này nha. Vừa nãy em nói với kẹo ngủ là cái này nha. Đó. Đây kẹo ngủ này 250 viên. 250 viên. Để thêm em phải. Em đợi ổn định để em cấy chị. Đó 250 viên. Ok chưa? Đó 250 viên. 565.000. Đó giờ em uống viên canxi này. Đó, mình lớn tuổi rồi, mỏi lưng nhức lưng thì uống viên canxi. Đó. Viên canxi của Úc nha. Đó, hộp này có 130 viên quên giá tiền rồi. 130 viên quên tiền rồi. Chào chị Nguyễn Hà, chào Nguyễn Kỵ Kiều My. Đó này. Đây là collagen này. Đấy hộp collagen còn đang dang dở ở dưới nhà chưa cầm lên. Đó collagen nước này. Collagen viên có luôn. À đây. Hôm qua mọi người hỏi em cái hộp này là cái này. Là Ben Gay là cái này. Đây nha. Tối hôm qua cái mà mẹ chồng em dùng để cạo gió với massage ở những cái vùng cổ vai gáy bị mỏi, ở lưng thắt lưng đầu gối này, hay là cổ chân các thứ này, là cái này nha. 250.000 một tuýp. 250.000 một tuýp. Mua 2 tuýp sẽ là 450.000 nha. Mua 2 tuýp mới là 450.000, còn mua 1 tuýp là 250.000. Chào chị Ngọc Anh. Đó. Việt Nam bị đấy. Đây cái chai dưỡng trắng da đi cây là cái này. Đó, em mang sang cái này này. Đó. Em mang sang cái này là đến em mang sang cái này là chục chai. Chục chai này. Kiến đi học từ lúc 7 giờ sáng đến 3 rưỡi chiều về chị Hà. Trường cạnh nhà 7 phút. Đúng rồi chị. Vào Costco mê luôn chị. Trời ơi em đi Costco em mê luôn chị. Đồ đạc nhiều vô cùng. Đồ ăn thức uống cái gì cũng nhiều. Nhìn mà mê. Mà bên này mấy cái thức ăn nó rẻ chị ha. Thức ăn nó rẻ lắm. Đó như em á. Em sang đây vậy đó em vẫn duy trì uống cái này mỗi ngày một gói này. Đó. Vẫn mỗi ngày một gói hồng sâm nhung hiêu cho khỏe. Tại vì thực tế là chồng em cũng bảo là nếu như mà mình kiểm tra sức khỏe ấy, mà ổn ấy, mà em thả tự nhiên được thì em thả khỏi phải cấy cho đỡ đau. Nhưng mà em vẫn lo các chị ạ. 39 tuổi nó nguy hiểm các chị. Các chị cho em lời khuyên coi. Các chị cho em lời khuyên coi. 39 tuổi như em thì nó thế nào? Các chị ở đây có ai đẻ 39 40 tuổi không? 40 tuổi đẻ không? Bây giờ em 39 rồi. Giáo dục bên đó thích lắm Trang ạ. À. Người nhà mình nói giáo dục tốt lắm. Dạ đúng rồi chị. Em uống hồng sâm nhung hiêu để tăng cường sức khỏe. Tăng cường sinh lý. Đó. Nói chung là các chị thấy đấy. Em khỏe mạnh ngon lành cành đào. Mình đang bầu 40 sắp sinh này Trang. Vậy hả chị? Chị ở nước nào?
Chị nè, 39 mới sinh em gái út đẹp nè, đẻ ngon lành thật không? Các bà làm tôi ham quá à? Em muốn hồng sâm nhung hiêu đó mấy chị. Thật không với mẹ? Chị 41 vẫn sinh bình thường à? Đẻ đầy đẻ thường bình thường à? Nhưng mà chị nhậu nhẹt. Chị kinh hơn mọi người, chị nhậu nhẹt em ơi. Chị không được bình thường như người ta. À, tại vì em ngồi trước cái đèn mà cái đèn nó đang nghiêng về em nhiều hơn. Em sợ nguy hiểm các bác ạ. Em sợ em 39 tuổi mới cấn bầu tự nhiên sợ nó có dị tật bẩm sinh. Khổ thật sự luôn. Chị Duyên yêu sơ cái gì? Em vừa uống cái này. Em vừa uống cái này. Em vừa uống hồng sâm nhung hiêu. Chào Lâm Kevin. Chào em yêu của chị. Hôm nay chị bảo này, Bảy ơi, lần sau á, lần sau mà em live stream á, em live stream á, em nhớ này, em live stream cá với chiên cá nha Bảy. Thì cái biển á, cái biển em để như thế này. Nếu đây là cái biển ngược vì chị đang đây này nhá. Chị đang để camera quay ngược lại chị. Nha Bảy nha. Nghe để nói con Phương này. Khi mà em quay live stream. Đó. Cái biển nó đằng sau đầu em. Thì em phải ngồi thụt như thế này. Thì cái biển phải treo cao lên một chút. Đó. Cái thứ hai là khi em live stream đến cái đoạn mà em rán cá. Khi bắt đầu chiên cá. Thì em kêu con Phương. Nó cầm cái máy. Cầm cái điện thoại, bấm lật màn hình, việc đầu tiên giữ cái điện thoại không rung. Sau đó là em chiếu vào, nghiêng vào cái mặt bàn, cắt cá ra, dầu nóng lên là em thả con cá vô. Muốn cái điện thoại nó không bị rung là cái tay người cầm phải không rung. Sau đó em lia, lia từ từ thôi. Thì mình phải chiên tự quay từ cá mình chiên sang đến những túi cá bên cạnh. Đặt tay vào cá bên nào thì nói về giá tiền của cá bên đó. Cái thứ hai, sử dụng cái chảo chiên hôm nay chị không đồng ý. Thứ nhất là nó nguy hiểm cho em nha Bảy. Mình thân con gái giọng trường, BD bóng gió cũng là thân con gái giọng trường. Em dùng cái chảo mà nó như thế này. Mà cái chảo nó có mấy cái cán như thế này. Mà em lại để cái cán nó xoay vào người em là chết. Bởi vì khi em like, em rất vội vàng. Em vội vàng thì cái tay em đảo cá, em lật cá. Thì cái cán này này, mà chẳng may em đập nó vào cái cán, nó hất cả một cái chảo lên là nó đổ dầu vào người mình. Nha Bảy nha. Nên một, em kêu con Phương ra chợ mua cho chị một cái chảo ngang lòng, cái ngọc lòng rộng, lòng rộng bằng hẳn con cá cho chị. Kêu Nhung mua hẳn cái chảo. Độ sâu và độ sâu của cái chảo cỡ này thôi như vậy. Độ sâu cỡ này. Nhưng mà cái mặt chảo phải phẳng, không mua cái võng. Sau đó là có hai cái quai cầm tay này, hai cái quai như thế này. Thì khi em livestream, em lật cá hoặc nhân viên nó với dùm em cái này cái kia, nó cũng không lật được cái chảo. Còn nếu như em cầm cái chảo có cái quai như cái đang xài, em phải để cái quai này, ví dụ em đứng nha, em đứng live stream như thế này đúng không?
em đang để cái chảo, cái chuôi nó quay vào em. Em nghĩ đi, em với cái áo của em nó bụp một phát, hoặc là cái lai quần nó có cái móc quần ụp một phát nó bật cái đấy, là thế là thôi, cái chảo dầu bụp vào cái chem chép của em, vào con cu của em là thôi chết mẹ mày rồi. Còn đâu dụng cụ hành nghề, hiểu vấn đề chưa? Còn đâu dụng cụ hành nghề, còn đâu là cái nơi để sung sướng nữa. Tao nhìn mày lai mà tao lo cho cái con cu của mày ghê đó bảy. Mày cười cái đéo gì? Đủ má. Bán cho chị mấy cân cá được mấy chục ngàn mà hỏng cái dụng cụ hành nghề. Hiểu chưa? Hiểu rồi chị yêu ơi. Rồi xong. Vấn đề thứ hai là khi chiên cá thì phải để ý lửa già lên, đừng có già quá. Thả con cá vào nếu con cá còn cứng đông lạnh, chiên nhỏ lửa riu riu. Trong lúc nhỏ lửa riu riu thì nói chuyện với khách, dạ đây là cá nhà em, khô cá lóc ba nắng. Dạ khô cá lóc nhà em đã sóc hết xương, cá nhà em sẽ bán 1 ký trở lên, không bán nửa ký. Ở ship tỉnh thì em sẽ ship từ 1 ký kèm theo cái gì đó. Đó, hai. Sau khi mà cá đến, cá chín rồi mà muốn cho người ta nhìn xem cái món cá này mình làm với cái gì, thì việc đầu tiên mà mình muốn bào quả xoài là mình phải kêu con Phương nó cầm cái điện thoại nó lại, lật cái điện thoại như thế này. Và tuyệt đối không được rích 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 rích. Thứ nhất mình cầm cái máy mà mình, thứ nhất là cái cự ly, ví dụ đây là cá này, cự ly nó sẽ là 40 cm. Thì cự ly của cái máy với cái mặt là 40 cm thì nó sẽ làm cho người ta xem không bị nhức đầu. Đằng này mày để cái cự ly 20, bà mẹ thiên địa ơi, nó nhòe, nó rung. Và nó nóng quá thì cái dầu nó bắn lên trên cái màn hình thì nó sẽ bị nhòe, mỡ nó vào màn hình nhòe, lúc đó lại dùng cái này lau à. Hiểu vấn đề không? Lần đầu em like bỡ ngỡ là tao biết, là tao biết nha bởi. Nhưng mà tao rất sợ. Mày bán con cá mày không được bao nhiêu, rồi đến khi mà mày bị đổ cái dầu vào người là chết mẹ rồi. Cái thứ hai đó, cái thứ hai là khi mình chiên cá thì mình phải bỏ, tao đã bảo rồi, dọn cái bàn đi. Mình bỏ cái gì em? Mình bỏ mấy cái ống đũa ra. Bỏ cái ống đũa ra và sử dụng, nhà mình có cái mẹt có lá chuối, em sử dụng mẹt có lá chuối để khi mình chiên con cá nó vàng ươm tươi rói, nó nghiêng mình ráo nước, nó nằm trên cái đĩa lá chuối, nó sẽ đẹp đẽ hơn là mày đang để nó trên một cái đĩa inox con đĩa ơi. Một là mày để con cá lóc của tao chiên nghiêng mình ráo nước, mày để lên trên cái đĩa có lá chuối nó đẹp tươi như cô gái còn trinh nằm nghiêng mình chờ đại gia đến thị tẩm. Chứ đằng này mày để cái con cá lóc ngon lành của tao mày để lên trên một, trời ơi tao nói là tao thề luôn, một cái đĩa inox mẹ mày trông như kiểu đi chơi vật liệu xây dựng ấy, không có được. Mình phải đảm bảo về cái vấn đề là thẩm mỹ và mỹ quan thì mới bán được hàng. Trời ơi con đĩa ơi. Cái thứ hai là muốn đẹp đẽ ngon lành đó, mình làm phải đề co đàng hoàng. Đi ra chợ mua cái khăn trải bàn cho tao, một cái khăn màu trắng hoặc là một cái khăn ly lông, hai cái khăn ly lông để lau được. Bởi vì cái bàn nhà mình là bán bún đậu 12 năm rồi em ơi. Mày nghe đi nha, bán bún đậu 12 năm, có đồng hồ Hương Nhu inbox chị đang bán cá để chị trên đinh nhân viên chị. Mày kêu con Phương vào ngay cái livestream này mua một cái khăn trải bàn, hoặc là chúng mày phải dùng một cái, nói chung dùng một cái khăn sạch. Cái bàn nhà mình nó bị chầy, các bà hiểu không? Giống như cơ thể của em bị chầy chụa, cuộc đời nó chửi lên em, chúng nó chà đạp cuộc đời em, nó chửi em tự dưng cái bàn nó nát như con chủ là không được rồi em ơi. Đấy mày thấy không? Mày lại chi mà con kia nó bảo là nhìn cái bàn không muốn ăn, địp mẹ nó. Trong khi nó ăn con cá chứ nó ăn đéo đâu cái bà. Đấy mà nó cũng vào chọc ngoáy tao, nó kêu là chiên cá nhìn cái bàn không muốn ăn, là tao mới chửi nó là địp mẹ mày, mày ăn cá hay mày ăn bàn. Đúng má nó chứ. Cái bàn bún đậu nhà em thì các chị biết rồi, bán 12 năm thì cái bàn bằng gỗ nó cũng chầy rồi. Mày bảo con Nhung nhá, Tết này nhận đầu tư tiền sơn lại đống bàn cho tao, chúng nó coi thường cái bàn của tao đấy, bàn phong thủy quán bún đậu của tao đấy. Mẹ tức quá các bạn ạ. Nó chê cái bàn nhà em mà trông nhìn đéo muốn ăn. Đằng này con Bảy nó đi bao tay đàng hoàng các bà, con cá thì như cô gái còn trinh, mà nó chê là nhìn cái bàn đéo muốn ăn, bảo con cá của nhà mình không ngon cơ, thì đố má nó chửi sao mình chịu vậy. Cái bàn nó bị chầy sơn thôi mà nó bảo là đéo muốn ăn.
Em làm theo phong cách dân dã, mày đi mua mẹ mày cái tấm đan tre lên cho tao. Phải kỹ lưỡng. Trước khi làm cái gì phải set up. Thứ nhất, một cái bảng chữ ngược, một cái bảng chữ xuôi. Khi con Phương nó quay em làm việc thì cái máy quay phải chĩa góc bên trái để nhìn vào cái bảng chữ xuôi, là nhìn ra địa chỉ và số điện thoại của mình. Khi em đặt cái máy trước mặt em thì phải là nhìn cái bảng chữ ngược để người ta được nhìn như thế này. Tất cả đều phải nhìn thấy logo, địa chỉ, số điện thoại của mình để khách hàng người ta biết người ta mua hàng. Mình bán hàng mình phải có chiến thuật. Hiểu không em? Hiểu không em yêu? Nói thế là hiểu rồi chứ gì. Đấy. Những ai mà có kinh và làm đồ ăn là phải tính rất nhanh. Ví dụ khi mình làm đồ ăn, mình muốn làm cái món gỏi xoài khô cá sặc. Gỏi xoài phải làm gỏi xoài khô cá sặc. Còn nếu muốn bán cá lóc thì em phải bán cá lóc chiên để ăn với cơm, hoặc em làm cái lò than lên cá lóc nướng uống bia, gọi 2-3 con bê đê đến ăn nhậu cho tao. Mình phải có cái không khí để mình tạo được cái chất chơi của hàng của mình. Trời ơi là trời. Còn nếu muốn làm gỏi xoài khô cá sặc thì vui lòng bào quả xoài trước, sau đó là phải dùng quả xoài nó phải hơi xanh một chút thì tạo được cái hiệu ứng ăn nó giòn giòn. Hiểu vấn đề không? Mày mua quả xoài nó già, nó nẫu như tang rồi thì làm sao mà mày tạo được hiệu ứng hả cái con giời? Và mày muốn quảng cáo khô cá mà mày cắt rau răm, tao nói là tao muốn tiệt dục luôn. Trời thần ơi, nó quảng cáo rau răm cơ mà tôi muốn là tiệt dục luôn rồi. Tao tưởng mày làm sinh tố rau răm không mà. Dạ khô cá lóc 3 nắng hút chân không gửi đi Mỹ 10 ngày được không Trang? Có hư như khô một nắng không? Em là khô 3 nắng mà chị không phải khô một nắng gửi đi được chị. Trời ơi mày còn cười nữa hả? Mày còn cười nữa à? Trời ơi ra hàng ăn uống không mà không có biết. Ừ. Chiên cá nha. Bảy phải nhớ này. Khi chiên cá, cái lửa ở giữa cái chảo là cái lửa nặng nhất. Cho nên khi cái miếng cá mà muốn chiên ngon thì cái thân là cái ngực con cá phải vào trong cái sâu của cái chảo. Cái đuôi con cá nó mỏng thì phải ra ngoài cái chảo. Đằng này mày để cái đuôi vào trong nó cháy cụ nó cái đuôi, cái thân nó chưa chín. Ôi giời ơi em ơi, cuộc đời em ơi. Tao khô quá mày live stream xong tao bán được có 10 cân khô cá lọc. Tao buồn quá đi. Tao buồn quá đi, bán được có 10 kỳ khô cá lọc thôi mà tao buồn quá đi nè. Ú cha chú cha ma ơi. Live stream phải làm cho người ta thèm. Rò con nhà bà rải ra. Mà dứa léo ngu lắm. Dưa leo nó là cái hình trụ như thế này này. Muốn nó ngon, tạo hiệu ứng thì đừng có sắp từng cái lát mỏng ra ngu quá. Dưa leo muốn ngon, một là trẻ làm tư, hai là cho thẳng vào mồm tạo hiệu ứng cái gô. Trời ơi, bán đồ ăn phải cho người ta thèm. Mày bán mà đồ ăn mà cho người ta chán thì mày bán cái ông què gì chú chá ma ơi. Trời ơi, lần sau trước khí mày định làm cái vùng què gì mà nhắn tin chế. Chế ó. Alo, alo, chế chi, chó. Trời ơi. Tôi khô lắm cơ ba ơi, bàn mấy cân khô cả mà tôi khô quá đi. Đấy, chuẩn bị mày bán làm sao mày bán nha bảy. Tao sang bên này mà tao bầu một cái tao đẻ là không mất tiền đâu đấy. Chúng mày không việc gì phải nỗ lực đến mức độ mà nó tèn lè ra vậy đâu. Đẹp là được rồi. Trời thần. Vừa uống cái này xong cho nó khỏe. Đây bây giờ vào công việc chính đây. Tôi vào công việc chính đây mấy bà. Thì tôi hỏi các bà, nếu như mà tôi 39 tuổi mà tôi để thả bầu tự nhiên thì nó có nguy hiểm gì không? Đó giờ em đi làm gái không chế ơi. Like lần đầu chiên cá còn hơi bối rối. Trời ơi, Yến Bùi, tôi đẻ 39 tuổi mà. Thì bây giờ tôi đang 38, còn một tháng hơn tôi sang 39 đây các bà. Mà 39 tuổi mà tôi mới bầu thì nó có nguy hiểm gì không mấy bà? Tôi bỡ ngỡ lắm các bà ơi. Trời ơi, Bình Trung rất thu hút lòng người khổ lắm. Đúng rồi, em chào Bảo Ngọc Dương. Mấy hôm nay có khách dọn nhà không em? Mấy hôm nay có khách nhuộm tóc với dọn nhà không Bảo Ngọc ơi? Trời ơi tao đi mà tao cứ lo cho mày quá đi. Các bà Việt Nam nhớ gọi con Ngọc đến dọn nhà với sửa móng làm tóc nha bà, mấy bà.
Em nói chị nghe này, các chị thấy em ở nhà, em live stream ở nhà không? Một mình em tự live stream, một mình em tự ăn, một mình em tự dọn, mà luôn luôn cái live stream nó thu hút. Trời ơi, chị có dính bầu đâu Huỳnh Trần. Tại vì sợ là lớn tuổi mà có bầu thì nó bị dị tật này kia. Chết mày ê sắc ấy à. Chị 39 tuổi mới đẻ đứa đầu tiên. Bé nhà chị bằng tuổi Kiến. Khi mới có bầu chị uống thuốc bổ bầu của Mỹ Tuất làm em. Đây chị uống cái này đúng không? Đâu rồi? Bà uống cái viên bổ bầu này phải không bà? Bức mẹ đâu rồi? Đúng không? Bà uống cái này đúng không? Bà Tâm Lê Thị Thanh, cái viên bổ bầu này của Mỹ là tốt nhất. Trẻ mà em ở đây 45 tuổi vẫn còn xinh. Ô thế à chị? Tại vì sợ bị dị tật các bà ơi. Viên bổ bầu này, tao có dính bầu đâu, cái thằng Huỳnh Trần kia. Có phải cái này không Tâm Thị Lê Thanh? Đây là viên bổ bầu số 1 của Mỹ. Đó, em uống cái này khi có con Kiến. Khi các bà muốn có bầu, các bà phải chuẩn bị đấy, những cái kỹ năng. Đúng rồi Trang, Tâm này đúng rồi. Đây là viên bổ bầu em cũng bán 8-9 năm nay rồi. Ồ, mấy năm trước em bầu nhờ chị em mới biết viên bổ bầu này. Đúng rồi Khả Phương. Viên bổ bầu này số 1 của Mỹ này. Hôm nay hình như nó được sale một chút nha mấy bà. Hôm vừa rồi đi Costco nó sale một chút nha. Để cho các bà với giá là 750 cành. Chắc bỏ nhậu không sao đâu chế. Tại vì mới bỏ nhậu được có 20 ngày mấy bà ơi. Đẻ đi chị, mẹ em 47 tuổi mới đẻ. Em bây giờ em 22 tuổi. Cũng mới biết đẻ có sao đâu. Thế hả Hồng Nhung? Mẹ em 47 tuổi còn đẻ sao dâm thế? Úi dồi ôi, 47 tuổi còn đẻ. Tại vì biết sao, nhậu nhiều sợ. Viên bổ bầu này nha. Mấy bà có bầu ha, mấy bà có bầu mua cái viên bổ bầu này. Tôi mua sẵn rồi các bà. Tôi mua sẵn rồi. Đầu má tao nói, tao mua sẵn rồi nha. Đã mua sẵn viên bổ bầu rồi nha mấy bà. Mua sẵn rồi. Ô tầy la, ô tầy la nha. Mua sẵn viên bổ bầu rồi nha. Tôi chưa biết cuộc đời thế nào đâu, nhưng cứ mua sẵn đã. Đó, chị nào có bầu, trước khi có bầu 1 đến 2 tháng đã nên uống cái viên này rồi nha. Trước khi có bầu 1 đến 2 tháng là nên uống cái viên này rồi. Còn chị nào á mà trứng lết, đây tôi mang sang đây các bà ơi. Tôi mang sang đây 2 hộp bổ trứng. Đó, bà nào mà chắc chắn chắc cú như tôi này. Đấy, tôi mang 2 viên hộp bổ trứng. Đây là viên tốt nhất cho trứng nha. Đây là viên vitamin bổ trứng tốt nhất cho trứng, 650.000 nha. Tôi nói chung mà chắc là tôi uống viên bổ trứng trước. Chị nào á mà cái viên này với viên này, thì cái viên này nó tốt hơn cho những người với chất lượng trứng kém, trứng không được mẩy, trứng không tốt và lớn tuổi, hoặc những người khó có bầu thì uống viên bổ trứng này trước nha. Viên bổ trứng này đây, chả nhẽ tôi mở ra tôi uống luôn. Đây là viên bổ trứng, tôi mới dứt kinh được 2 ngày. Tôi mới dứt kinh được 2 ngày. Nếu mà uống bây giờ, đó, thấy không? Các bà thấy không? Đó, uống sẵn chờ thời. Bỏ nhậu 20 ngày rồi. Đó, uống sẵn chờ thời. Bổ trứng này xuất sắc. Chào bà Hạ My, bà có mang sang đây không? Đó, một hộp này là 28 cặp. Em bán cái này là best seller nhà em nha mấy chị. Những chị khách nhà em ấy, đi cấy IVF là 1, khó có bầu là 2, trứng kém là 3. Đây là viên bổ trứng đứng số 1 nhé. Trong tất cả các loại bổ trứng trên các thể loại, các nhãn hàng trên toàn thế giới thì cái này đang đứng số 1. Đó, uống con mẹ uống 2 viên. Hai cũng đang uống. Hai định bao giờ hai thả đây? Còn những ai mà muốn có bầu mà an toàn cho cái cặp trứng, mọi người về này, giống như mình trồng cây ấy, cái cây mà nó được nảy mầm từ cái hạt khỏe, hạt tốt, thì bao giờ cái cây nó cũng sẽ phát triển rất tốt.
cũng giống như mà đứa con của mình được sinh ra từ cái phôi mà trứng với tinh trùng tốt thì chúng ta sẽ có một đứa con tốt đó. Nên chị nào á, chị nào mà muốn có bầu thì sử dụng cái viên này trước ít nhất 1 đến 2 tháng. Khi nào mình dính bầu thì mình sẽ uống cái này. Đó, trong cái viên này hàm lượng acid folic của nó có ship Đài Loan Candy Phạm, nhắn tin cho chị đi. Nhắn tin vào Facebook hoặc là số điện thoại trên này. Đó. Cái viên này là viên khi có bầu mình sẽ uống. Và em có cái viên này của hãng này là sau khi sinh xong vẫn có một viên là viên bổ dưỡng sau khi đẻ. Nhưng cái viên này các chị nào mua mà uống khi có bầu đẻ rồi mà vẫn thừa thì vẫn cứ uống một viên một ngày. Cái viên này là best seller tại Mỹ nha. Trong tất cả những cái viên bổ bầu thì viên này được mệnh danh là số 1 rồi. Viên này hàm lượng nó bằng với viên của Úc Elevit. Nhưng mà Elevit uống bị táo bón, nhưng viên Perinental này không táo bón. Đúng rồi chị Hạ Mi, em vẫn uống hoa anh thảo vitamin E chị. Đây ngày nào chẳng uống. Em sang đây này hai. Đó. Vitamin E này. Đó. Hoa anh thảo này. Đó. Vẫn uống để cân bằng nội tiết tố, vẫn uống đấy. Mang sang em cũng bắt sang hai hộp hoa anh thảo nha hai chị hai. Em cũng bắt sang hai hộp hoa anh thảo. Đó, em là mua sẵn, chờ thời chị ơi. Có khi mình quay vào cái ô gọi là ố dề. Đó, mang sang hai hộp bổ bầu. Vì bây giờ em sẽ uống 2 tháng. Em sẽ uống 2 tháng viên bổ bầu này vì mang hai hộp. Đến tháng sinh nhật em thả. Nếu mà ông trời cho em dính thì là cuối năm sau mới sinh à? Đúng với bà. Học toán hơi ngu. Nói chung sang bên này ấy, nếu có bầu ấy thì rất là nhàn nhã. Sang bên này có bầu uống cái này rất nhàn, bởi vì nếu như mình có bầu mình nằm mình ngủ, ăn mình ngủ mà đéo có ai rủ mình nhậu cả. Mình sẽ không bị ấm bức các bạn. Sẽ không bị ấm bức. Viên bổ bầu này 650.000. Đúng rồi, viên vitamin E này ai mà bị mỏng cái liêm mạc là uống cái này. Mỏng liêm mạc uống cái này nha. Đó, mỏng liêm mạc uống cái này. Vitamin E. Nhà em là đầy đủ đồ nghề. Bắt đầu từ hôm nay tôi uống cái này. Từ hôm nay tôi sẽ uống cái viên bổ trứng nha. Viên bổ trứng Blackmore của hãng Blackmore. Viên này tên là Conceiver Well Gold. Đó, ngon lành cành đào chưa? Đó, mấy bà mà muốn. Đấy, tôi mang sang đây, tôi khổ lắm, tôi bê sang đây. Này, hai vợ chồng tuổi hổ, con tuổi rồng có ok không mấy bà? Để tôi gọi cho thầy phong thủy của tôi xem nào. Thì tôi gọi cho thầy phong thủy của tôi là hai vợ chồng tuổi hổ mà con tuổi rồng có ok không? Cũng phải xem đi mấy bà ơi. Bà hai, bà đang ở Mỹ hay bà đang ở Canada đấy bà kia? Máy chị gọi em đang live stream. Đó. Chị nào mua cái này liên hệ em. Em đang kêu con Nhung có gửi hộp tinh chất hầu qua đây. Đó. Ok la. Đó, đây viên bổ bầu Perinatal 750.000, 150 viên là uống được 5 tháng nhá. 150 viên uống được 5 tháng. Chị nào đó cấn bầu, có bầu, đang có bầu là phải uống liền cái này. Đó, đang có bầu uống liền cái này, một ngày một viên duy nhất nha. Đến tầm tháng thứ 4, tháng thứ 5 thì mọi người sẽ uống thêm canxi. Một là canxi này, hai là canxi của Mỹ đều được. Nhà em có viên canxi, có viên sắt đầy đủ luôn cho những chị có bầu. Từ canxi, từ sắt, từ DHA thêm nha. Canxi, sắt thay DHA thêm. Bởi vì mọi người uống cái này rồi thì không cần uống thêm DHA, vì bản thân trong này đã có hàm lượng DHA rồi. Viên bổ bầu này, viên bổ bầu đầy đủ nhất. Một ngày chỉ cần một viên mà lại không táo bón. Một ngày chỉ cần một viên mà lại không táo bón nha. Nên các chị mua cái này, chụp hình inbox em tư vấn một cách chỉn chu nhất. Đó. Khuya rồi các bà có đi ngủ chưa? Khuya rồi các bà đi ngủ chưa? Ok là ba ba chưa? Các bà đi ngủ chưa? Em nghĩ rồi. Em cứ gọi là liều mình như chẳng có xem mà. Chứ mẹ lúc nào cũng sợ sợ hãi hãi gì. Nhưng mà em làm phôi xong rồi. Nếu như mà em thả không dính em về em làm phôi.
Đúng không? Thà không dính em bé em làm phôi. Ok la chưa? Vừa ăn xong này, viên đốt mỡ bụng đây, tí cầm xuống nhà để sẵn đấy. Đó, bôi kem dưỡng rồi, các bà đi ngủ đi. Em xuống chơi con kiến tí. Các bác đi ngủ đi, em xuống chơi với kiến tí nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Em đi buôn chuyện cái. Có linh chi, có vitamin tổng hợp cho người bình thường. Có em vitamin tổng hợp đấy. Nhắn tin chị đi, chị đang không có hộp đấy ở đây. Thứ hai chị đi Costco chị mua. Có nha linh chi, linh con, nhắn tin cho chị. Vitamin tổng hợp, có em, nhắn tin cho chị. Nha, nhắn tin cho chị cho linh con. Có mà chị đang không để ở đây. Chị chưa có thời gian để đi nhặt hết hàng. Tại vì... Tắt đèn từ đấy chưa con? Dạ, con chưa thấy có tí nữa con xuống dưới. Nào, ăn hồng sâm baby nào con. Nào. Con cho baby đi học nào. Cho baby đi học à? Con chào cô bác chưa? Con cho baby đi học à con yêu? Kiến mỗi ngày là phải dùng một cái hồng sâm baby. Sao cứ gọi là baby vậy con? Baby nó tên là baby của con. Đó. Đấy Kiến, Kiến thì uống hồng sâm baby. Mẹ thì uống hồng sâm nhung hiêu. Ôi trời ơi tình yêu của mẹ. Con Kiến, Kiến nó thích Mỹ không? Tình yêu của mẹ ơi. Mẹ yêu con tình đồng. Mẹ yêu con tình say. Mẹ yêu con tình cháy. Ôi tình cháy tình nồng. Mẹ yêu con tình yêu. Mẹ bóc chân bóc tay của con. Mẹ nghiến răng nghiến lợi. Mẹ yêu con tình nồng. Mẹ bóc trẻ con bị đau. Mẹ con đi lên. Con đây có một chân à. Ok Linh con. Đúng lên xong con đại ra xong con đeo lên. Xong cứ đi một chân rồi nó đang nhức. Nhức à? Sao nhức? Hồi nãy con đi cầu thang. Con đi đúng cái vải rồi. Thế là thiếu canxi rồi. Để mẹ... À, mai đi ngày kia đi Costco mẹ mua thêm canxi cho con, chưa gửi canxi Úc sang đây kịp. Con chào kính yêu kìa, con chào các cô bác đi. Con chào con Nguyễn, con chào mọi người. Con yêu mẹ không? Dạ con. Con thương mẹ không? Dạ con. Mẹ yêu con nhất cuộc đời, tình yêu nồng cháy, tình cháy tình nồng. Ôi em tình nồng say, ôi em say cái tình nồng. Mẹ thương em tình nồng, mẹ thương bé mẹ tình. Mẹ để con dạy em được không nào? Cái gì? Ờ cho con dạy em ở đây được không? Được. Bye bye các bác nhé, em chơi với Kiên tí. Các bác ngủ đi. Bye bye cả nhà. Dạ, con nào, bưng bé đi. Nói nhỏ thôi con. Bà đang học bài.